À, cha Khảo, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 5 bài học đầu tiên rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài 6. Nǐ zài nǎ gōngzuò? Các bạn vẫn sẽ bắt đầu bài học với phần khởi động sau nhé. Chúng ta sẽ cùng hoàn thành đoạn hội thoại sau. 我是 A, 你们是 B. Mình sẽ là nhân vật A, còn các bạn là nhân vật B nhé. 你好. 你叫什么名字? 我叫文丽，认识你，认识你很高兴。对，我是中国人，你呢？ Vậy là đã xong phần khởi động rồi. Bây giờ thì các bạn hãy xem mục tiêu của bài học trước khi chính thức bắt đầu bài học mới nhé. Trong bài 6 này chúng ta sẽ học về chức năng là hội thoại ở lần đầu gặp mặt và hỏi cũng như là trả lời về tình hình công việc. Ở phần từ ngữ trọng điểm chúng ta sẽ học về kết cấu giới từ giải cộng với cả nơi chốn hoặc là phương vị từ làm trạng ngữ. Với phần chữ Hán chúng ta sẽ học ba bộ thủ là bộ vi, bộ mộc và bộ điền cũng như là tập viết các chữ Hán chứa những bộ thủ này. Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng để học từ mới chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Trước tiên các bạn lại đọc toàn bộ từ mới một lượt đã nhé. Giải. Giải. Công chủ. Công chủ. Thính của. Thính của. Công sư. Công sư. Liều xuế sân. Liều xuế sân. Xuế sân. Chờ. Chờ. Chờ lý. Chờ lý. 学习学学汉语汉语对对男朋友男朋友男男朋友朋友坐坐大学大学 Giao, giao. Từ này là thanh một nha các bạn. Cái bản sách mình dùng sẽ hơi bị lỗi kỹ thuật một xíu, nhưng mà lỗi sai này đã được sửa lại trong những lần tái bản sau rồi. Yên ử. Yên ử. Nữ phẩm yêu. Nữ phẩm yêu. Nữ. Nữ. Tha. Tha. Trung xuế. Trung xuế. Các danh từ riêng của bài học: Hải luân, Hải luân, Mã huấn, Mã huấn, Bắc Kinh, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thượng Hải, Bình Quả Công Sư, Bình Quả Công Sư. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể từng từ mới của bài học nha các bạn. Từ mới đầu tiên của bài học là giải. Giải. Theo sau động từ giải sẽ là một tân ngữ chỉ địa điểm. Giải Mỹ Quốc. Giải Trung Quốc. Giải Bắc Kinh. Giải Thượng Hải. Nǐ zài nǎ? Wǒ zài Bắc Kinh. Nǐ zài nǎ gōngzuò? Wǒ zài Trung Quốc gōngzuò. Trong lượt hội thoại thứ nhất thì từ giải sẽ được sử dụng với vai trò là động từ. Còn trong lượt hội thoại thứ hai thì giải sẽ là giới từ. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nội dung này ở trong phần sau. Trong chữ Hán giải thì các bạn thấy có bộ thổ đúng không nào? Từ mới tiếp theo sẽ là từ gì đây? Công chủ. Công chủ. Từ này thì vừa là động từ lại vừa là danh từ nên chúng ta có thể thêm từ hiểu ở phía trước công chủ. Chúng ta sẽ có cụ hiểu công sổ hoặc là mấy hiểu công sổ. Đó là khi công sổ đóng vai trò là danh từ. Còn nếu công sổ là động từ, chúng ta có thể nói là bù công sổ, giải trung của công sổ hoặc sớm công sổ. Nhi zài nả công sổ?
我在北京工作。Từ mới tiếp theo là một từ mới có vị ngon các bạn ạ. Đó là từ苹果.苹果. Đây là một loại trái cây nên là các bạn thấy ở phía bên trên của chữ苹có bộ thảo đầu này. Chúng ta có thêm là từ sấy của để chỉ chung cho các loại hoa quả nữa. Ý cơ, khiến của. Với từ khiến của thì chúng ta cũng sẽ dùng lượng từ cửa. Chứ khiến của. Của yào sư, liàng cơ khiến của. Nì yào sư sầm mơ? Của yào sư, y đẻ. Sấy của. Trong bài học này thì phím của sẽ đi kèm với một danh từ khác, đó là công sư. Công sư. Để tạo thành cụm phím của công sư là tên của một tập đoàn công nghệ nổi tiếng toàn thế giới. Các bạn đã đoán ra đó là công ty nào chưa? Đó chính là công ty Apple. Đối với từ công sư thì chúng ta sẽ dùng lượng từ là cha. Ỷ cha công sư. Ở giữa số từ và danh từ bắt buộc phải có lượng từ. Các bạn nhớ nha. Của giải công sư. Của vũ giải công sư. Nhị giải nạ công sư. Của giải Trung Quốc công sư công sư. Chúng ta chuyển sang một từ khác. Đó là từ xuế xí. Xuế xí là học tập. Đây là một từ ghép có hai âm tiết. Chúng ta có thể sử dụng từ đơn có một âm tiết là xuế. Xuế. Động từ xuế xí hay là xuế thì có thể đi kèm với tân ngữ gì được nhỉ? Chúng ta có xuế xí Hàn ngữ. Tha zài Trung Quốc xuế xí. Nǐ xuế xí shěme? Tha zuò shěme? Tha xuế xí Hàn ngữ. Hàn ngữ sẽ là một từ mới mà chúng ta sẽ học ở ngay slide tiếp theo thôi. Bây giờ thì các bạn hãy xem về chữ Hán xuế xí một chút nhé. Với chữ xuế thì các bạn có thấy quen không ta? Nó hơi giống với chữ zì trong từ miếng zì phải không nào? Nhưng mà các bạn chú ý nhá, cái phần ở trên nó sẽ khác nhau đó, nó chỉ giống nhau ở bộ tử phía dưới thôi. Đây rồi từ Hàn ngữ. Hàn ngữ là tiếng Trung hoặc là tiếng Hán. Của xuế xí Hàn ngữ. Của giải Trung Quốc xuế xí Hàn ngữ. Tha zài Trung Quốc xuế xí Hàn ngữ ma? Bù, tha zài Trung Quốc gōng zuò. Hàn ngữ thì là tiếng Trung rồi. Chúng ta có thêm một loại ngôn ngữ nữa, đó là yên ngữ. Yên ngữ là tiếng Anh. Wǒ xuě xí yín ngữ. Wǒ zài yín guò xuě xí yín ngữ. Tha zài yín guò xuě yín ngữ ma? Ồ, cha tại Anh Quốc công tác. Và xuế xí thì sẽ là nhiệm vụ chính của xuế sinh. Xuế sinh. Xuế sinh thì thường sẽ được sử dụng như là một danh từ chỉ nghề nghiệp. Nên là chúng ta sẽ có câu giới thiệu nghề nghiệp là 我是学生. Xuế sinh, xuế xí Hàn ngữ. Xuế sinh, xuế xí Anh ngữ. 你做什么工作? 我是学生. Và chúng ta sẽ có du học sinh là liều xuế sinh. Liều xuế sinh. Từ liều này mang ý nghĩa là ở lại. Chúng ta có thể cắt nghĩa đen một chút ra là một học sinh mà ở lại nước bản địa để học tập thì sẽ là du học sinh đúng không nào các bạn? Ngoài ra thì mình cũng sẽ nói thêm về chữ Hán liếu một chút, đó là phần phía trên bên phải các bạn thấy là có bộ đao này và phía dưới là bộ điền. Cái chữ liếu này sẽ thể hiện nền văn hóa nông nghiệp của phương Đông, đó là người nông dân mang công cụ ra ruộng và ở lại đó làm việc luôn. Ở đây chúng ta cũng có thể xem thêm một động từ nữa, đó là động từ liếu xuế là đi du học. Với từ liếu xuế sinh các bạn có thể thêm tên của các nước ở phía trước để chỉ rõ đó là du học sinh đến từ nước nào, như là yên của liếu xuế sinh sẽ là du học sinh đến từ nước Anh, mã của liếu xuế sinh sẽ là một cụ sẽ hỏi xem du học sinh đó là du học sinh đến từ nước nào. Tha chuyển liếu xuế là ở đây liếu xuế là động từ đi du học này các bạn. Tha chuyển nả của liếu xuế sinh.
他是中国留学生。chúng ta chuyển sang từ mới khác, đó là từ đại học. Đại học, đại học thì là đại học rồi. Ngoài ra ở đây chúng ta có thêm cấp bậc học khác nữa, đó là trung学 là trường trung học và tiểu学 là trường tiểu học. Bạn có thể thêm từ sân vào trước đại học, trung学 và tiểu学 để nói rõ xem đó là học sinh của cấp bậc nào. Đại học sinh, trung学生, tiểu学生. 我在中国大学工作。欧文在英国大学学习。海伦是中学生吗？不是，海伦是大学生。Tiếp đó là động từ教，教。Theo sau động từ dạy thì sẽ là các tân ngữ chỉ môn học rồi. 他在大学教英语。他教我汉语。高老师教英语吗？不是，高老师教汉语。với chữ Hán "教" này thì trong vở tập viết có một câu chuyện để giải thích về nguồn gốc hình thành của chữ "教". Các bạn hãy đọc để hiểu rõ hơn nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang từ "这儿", "这儿" và "这里", "这里". Đây là đại từ chỉ sự, chỉ nơi chốn, địa điểm gần người nói. Các bạn nhớ là hãy uốn lưỡi ở chữ "这儿". Còn từ "这里" cũng có ý nghĩa và cách dùng giống y hệt so với từ "这儿". Hai từ này hoàn toàn có thể đóng vai trò như một tân ngữ chỉ nơi chốn, địa điểm đi kèm theo sau động từ "在". 我在这儿. 他还在这里. 他在这里吗? 没有，他在那儿. Na ở đây là một từ bổ sung thêm, nó chỉ địa điểm nơi chốn ở vị trí xa so với người nào. Chúng ta tiếp tục với động từ "坐". "坐". Động từ này thì sẽ xuất hiện trong câu hỏi nghề nghiệp. "做什么工作?" "你做什么工作?" Nhưng mà ở trong câu trả lời về nghề nghiệp thì chúng ta sẽ không dùng động từ "坐" này mà dùng động từ "是" nha các bạn. 我是大学生. Ở đây chúng ta có thêm hai danh từ chỉ nghề nghiệp bổ sung nữa, đó là "职员" và "工人". Chúng ta sẽ chuyển sang một từ khác, đó là tính từ "对". "对" là đúng hoặc là đúng vậy. Nếu như muốn biểu thị ý nghĩa là không đúng, chúng ta chỉ cần thêm "不" vào trước "对" là "不对". Hoặc hỏi ý kiến người khác là có đúng hay không. "对" mà. Ngoài ra, để khẳng định lại tính chính xác cho câu nói của mình thì chúng ta có thể đặt "对" mà ở cuối câu. 你学习汉语，对吗？ "对". 你在中国学汉语，对吗？ "不对，我在中国工作". Chúng ta tiếp tục với từ "朋友". "朋友". Chúng ta có thể thêm tên các nước ở phía trước "朋友" để chỉ rõ xem đó là bạn bè người nước nào, như là "Trung Quốc "朋友". Hoặc thêm hậu tố từ "mân" vào phía sau "朋友" để biểu thị số nhiều là các bạn. "朋友" mà. Các bạn hãy cùng mình xem thêm các ví dụ nhé. 你有很多美国朋友，对吗？ 不对，我有三个. Với chữ Hán "有" thì trong vở tập viết trang 54 có một câu chuyện khá là thú vị về nguồn gốc hình thành của chữ này. Các bạn hãy thử đọc xem đó là gì nhé. Hai từ mới tiếp theo sẽ là hai từ mang ý nghĩa đối lập, đó là "nán", "nán" và "nữ", "nữ". Cách sử dụng của hai từ này thì cũng không có gì khó lắm. Chúng ta có thể thêm từ "nán" vào trước các danh từ chỉ người hoặc là chỉ nghề nghiệp chức vụ để nói rõ giới tính của người đó là gì, như là "nán thần hiệu", "nán xuế sơn" hoặc là "nán lão sư". "Oán lão sư yếu ủ sứ cờ nán xuế sơn". "Ủa yếu nán thần hiệu". "Ủa mấy yếu nán thần hiệu". "这是你的男朋友吗？这不是我的男朋友。Với từ "nữ" thì cách sử dụng cũng giống y hệt với từ "nán", chỉ là nghĩa của chúng khác nhau thôi. "Nữ bạn hiệu", "nữ sinh", "nữ giáo sư". "Cao giáo sư có 3个女学生". "Tôi có nữ bạn hiệu".
我没有女朋友。 这是你的女朋友吗? 对,这是我的女朋友。 Hai từ mới tiếp theo cũng sẽ là hai đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít chỉ người không trực tiếp tham gia vào cuộc hội thoại. Đó là tha. Tha. Từ này thì các bạn phải dựa vào ngữ cảnh cụ thể hoặc là nhìn vào chữ Hán để biết được giới tính của chữ này. Nếu như chữ tha của bộ nhân đứng ở phía trước, nó sẽ chỉ người không trực tiếp tham gia vào cuộc hội thoại và có giới tính nam. Tha shi da xue sheng. 他在美国学习英语。 他是你的男朋友吗? 对,他是我的男朋友。 Còn từ để chỉ người mang giới tính nữ và không trực tiếp tham gia vào hội thoại cũng là 他, nhưng mà nó sẽ có bộ nữ ở phía trước. 他是大学生。 他在美国学习英语。 这是你的女朋友吗? 对,她是我的女朋友. Mình hay gọi hai từ này là tha nam và tha nữ cho ngắn gọn và dễ phân biệt. Cuối cùng là các tên riêng của bài học, các bạn hãy cùng mình đọc to chúng lên nhé. Hải Luân, Hải Luân. Mã Quân, Mã Quân. Bỉ Kinh, Bỉ Kinh. Shang Hải, Shang Hải. Ping Quả Công Sư, Ping Quả Công Sư. Sau khi đã tìm hiểu xong từ mới thì chúng ta hãy làm bài luyện tập sau đây để củng cố thêm. Câu 1, 我妈妈, 中学工作. Câu 2, 王老师在大学英语. Câu 3, 我是美国留学生, 我在北京大学汉语. Câu 4, 你什么工作? Các bạn hãy dừng video lại vài phút để làm bài này nha. Các bạn hãy kiểm tra xem mình đã điền đúng chưa nào. Câu 1 chúng ta sẽ điền 在我妈妈在中学工作. Câu 2 thì các bạn chưa cần phải quan tâm vế trước cho lắm. Các bạn chỉ cần nhìn vào y ngữ thì chúng ta thấy là có từ xuế này hoặc là từ treo đi kèm với y ngữ. Và lúc này các bạn hãy quan tâm đến chủ ngữ là quán lão sư. Vậy chúng ta sẽ điền từ treo. Quán lão sư tại đa xuế treo y ngữ. Câu 3 chúng ta điền xuế xí. 我是美国留学生, 我在北京大学学习汉语. Và câu 4 là từ 做. 你做什么工作? Các bạn có làm đúng hết không? Nếu các bạn đã làm đúng hết thì chúng ta có thể chuyển sang nội dung ngữ pháp của bài học được rồi. Trước tiên thì các bạn hãy đọc những câu sau đây và quan sát phần được khoanh tròn nhé. 我在中国学习汉语. 他在美国学习英语. 你在哪工作? 我在美国公司工作. 你在中国工作吗? 我不在中国工作. 我在美国工作. Các bạn có thể thấy rằng là ngoài những thành phần chính trong câu là chủ ngữ này, động từ và tân ngữ, thì nó còn có thêm một thành phần mới nữa, đó là trạng ngữ chỉ nơi chốn địa điểm. Như ở trong câu 1, ngoài chủ ngữ của, động từ xuế xí và tân ngữ hàn ủy ra, thì cái phần giải trung của này sẽ là trạng ngữ chỉ nơi chốn địa điểm. Câu 2 cũng tương tự như vậy, giải mẩy của là trạng ngữ chỉ nơi chốn địa điểm. Các bạn hãy trả lời cho mình ở trong câu 3 thì trạng ngữ chỉ nơi chốn địa điểm là phần nào nào? Giải nả, giải mẩy của công sư. Và câu 4 là giải trung của. Và các bạn lại tiếp tục quan sát thêm xem là trạng ngữ chỉ nơi chốn địa điểm ở trong tiếng Trung sẽ đứng ở vị trí nào trong câu. Sẽ đứng ở sau chủ ngữ và trước động từ đúng không? Đấy, 他在美国学习英语. 你在哪工作? 我在美国公司工作. Đó. 你在中国工作吗? Và dạng phủ định của 在 là bú 在, chúng ta thêm cô vào trước từ 在. Các bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn nào. Trạng ngữ chỉ địa điểm nơi chốn ở đây sẽ là kết cấu giới từ 在 cộng với cả từ chỉ nơi chốn hoặc là phương vị từ. Ở dạng khẳng định thì chúng ta sẽ có chủ ngữ
cộng với cả tại, cộng với cả từ chỉ nơi chốn và động từ. Của tại Trung Quốc học tập. Của tại苹果公司工作. Ở dạng phủ định, chúng ta thêm từ phủ định bù vào trước tại. 我不在大学教汉语。他不在英国学习。Và mình cũng sẽ phân biệt thêm cho các bạn về từ tại. Từ tại thì có lúc nó là động từ và có lúc nó là giới từ. Thế thì khi nào nó là động từ và khi nào nó là giới từ, các bạn hãy xem hai câu sau đây. Câu đầu tiên là 我在美国. Và câu thứ hai là 我在美国学习英语. Khi mà động từ tại làm động từ, nó sẽ kết hợp với một tân ngữ chỉ địa điểm trong câu. Và câu đó chỉ có ba thành phần là chủ ngữ, động từ và tân ngữ thôi, nó sẽ không có một động từ khác nữa, bởi vì tại đã là động từ chính trong câu rồi. Còn khi tại làm giới từ, chúng ta sẽ thấy động từ chính trong câu sẽ không phải là từ tại nữa, mà sẽ là một động từ khác. Như ở trong câu này có chủ ngữ là 我, động từ chính là 学习. Và cụm tại mấy của sẽ làm trạng ngữ chỉ nơi chốn. Lúc này thì trạng ngữ chỉ nơi chốn sẽ gồm giới từ tại cộng với cả danh từ chỉ nơi chốn địa điểm. Đó cũng là điểm ngữ pháp mà chúng ta vừa mới học ở trên. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập một chút với những bài tập sau. Bài luyện tập 1, chúng ta sẽ thực hiện hội thoại theo mẫu. Nǐ zài Zhongguo zuò shěmě? Wǒ zài Zhongguo xuěqí hàngyú. Câu thứ nhất, chúng ta có những từ là Mã Wěn, Bèijiāng, gōng zuò. Cái phần này là mẫu. Đầu tiên thì mình sẽ hỏi trước và các bạn sẽ trả lời nha. Các bạn sẽ thay thế những cụm từ đã cho vào để trả lời. Mã Wěn zài Bèijiāng zuò shěmě? Câu trả lời của các bạn là gì? Câu trả lời của mình là Mã Wěn zài Bèijiāng gōng zuò. Các bạn có trả lời giống mình không? Câu 2, Âu Wěn Trung Quốc xuế hàn yu. Lần này thì các bạn hãy hỏi trước đi. Câu hỏi của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Âu Wěn zài Trung Quốc zuò shěmě? Và chúng ta sẽ trả lời là Ta zài Trung Quốc xuế hàn yu. Các bạn hãy tiếp tục luyện tập tương tự như vậy đối với câu 3 và câu 4 nhé. Chúng ta sẽ sang phần luyện tập ngữ pháp thứ hai. Bài luyện tập 1 là chúng ta đã đặt câu hỏi cho phần vị ngữ rồi. Bài này thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho phần trạng ngữ. Khá mà la zài nǎ xuế xí hàn yu. Ta zài Bèi Jiāng Dà xuế xuế xí hàn yu. Chúng ta bắt đầu làm câu 1 nào. Câu 1 đề bài cho chúng ta các từ là Mã Wěn, Khín của công sư, công zuò. Cái phần sắc màu này lại là mẫu. Chúng ta sẽ thay những cụm đã cho vào trong mẫu. Mình sẽ hỏi trước và các bạn sẽ là người trả lời. Mã Wěn zài nǎ gōng zuò? Câu trả lời của các bạn là gì? Sẽ là Ta zài Khín của công sư gōng zuò. Tiếp tục sang câu 2 nha. Câu 2 thì đề bài cho chúng ta những từ Âu Wěn, Bèi Jiāng Dà xuế, xuế hàn yu. Lần này thì các bạn hãy hỏi trước đi. Câu hỏi của chúng ta sẽ là Âu Wěn zài nǎ xuế hàn yu. Và câu trả lời của mình là Ta zài Bèi Jiāng Dà xuế, xuế hàn yu. Và các bạn lại tiếp tục luyện tập tương tự như thế với câu 3 và câu 4. Chúng ta sẽ chuyển sang bài luyện tập số 3. Trong bài luyện tập số 3 này thì chúng ta sẽ hỏi với câu hỏi đuôi ma. Bài này thì chúng ta sẽ xem mẫu ở cái đoạn sắc màu này luôn. Khá mà la zài Shang Hải Đà xuế xuế hàn yu ma? Ta bú zài Shang Hải Đà xuế xuế hàn yu. Đó là dạng phủ định. Còn dạng khẳng định thì là Ta zài Bèi Jiāng Dà xuế xuế hàn yu. Các bạn hãy xem đề bài yêu cầu chúng ta trả lời ở dạng khẳng định hay phủ định để có câu trả lời thích hợp nhé. Câu 1 mình vẫn sẽ là người hỏi trước nha. Mã Wěn zài Khín của công sư công zuò ma? Câu này chúng ta sẽ trả lời ở dạng khẳng định đúng không nào? Ta zài Khín của công sư công zuò. Câu 2. Âu Wěn zài Niǔ Yuè Dà xuế xuế hàn yu ma? Đó, câu này các bạn phải chú ý hơn với câu trả lời này. Có dấu x ở Niǔ Yuè Dà xuế và có dấu tích ở Bèi Jiāng Dà xuế. Thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Bù, ta bú zài Niǔ Yuè Dà xuế xuế hàn yu. Ta zài Bèi Jiāng Dà xuế xuế hàn yu. Và câu 3, câu 4 các bạn cũng tiếp tục luyện tập như thế nhá.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài khóa 1. Trước khi nghe bài khóa 1 thì các bạn hãy làm bài tập phán đoán đúng sai sau. Câu 1: Mã Wen shì Trung Quốc nhân. Câu 2: Hải Luân shì Yên Quốc nhân. Câu 3: Mã Wen zài công sư công zuo. Và câu 4: Hải Luân zài Trung Quốc công zuo. Bây giờ thì các bạn hãy nghe bài khóa và phán đoán đúng sai nha. 你好。 你叫什么名字? 我叫海伦,你呢? 我叫马文。海伦小姐,你是哪国人? 我是美国人。马先生,你是北京人吗? 不是,我是上海人。你在哪儿工作? 我在苹果公司工作。 这是我的名片。谢谢。对不起，我没有名片。我是留学生。没关系。你在这儿学习汉语？ 对。海伦小姐，很高兴认识你。我也很高兴认识你。答案 bài tập phán đoán đúng sai của chúng ta sẽ là câu 1 đúng. Câu 2 sai, câu 3 đúng và câu 4 sai. Phần luyện tập nghe hiểu bài khóa thứ 2 là nghe và trả lời câu hỏi. Trước khi nghe bài khóa, các bạn sẽ phải đọc câu hỏi trước. Câu 1: Mã Wen shì Shànghái rén ma? Câu 2: Mã Wen zài shěme gōng sī gōng zuò? Câu 3: Hải Luân gōng zuò ma? Và câu 4: Hải Luân zài Trung Quốc zuò shěme ma? Các bạn hãy tua lại vài phút trước để nghe đoạn ghi âm và trả lời câu hỏi. Các bạn đã trả lời được chưa? Hãy xem câu trả lời của các bạn có giống với câu trả lời của mình không? Câu 1, câu trả lời là 是, 他是, 上海人. Câu 2, 马文在苹果公司工作. Câu 3, 海伦不工作. Và câu 4 là 海伦在中国学习汉语. Các bạn hãy nghe lại thêm cả lần thứ 3 hoặc là thậm chí cả lần thứ 4, lần thứ 5 đều được. Nhưng mà lần này thì các bạn hãy nhìn vào phiên âm và nhìn vào chữ Hán để đọc to theo đoạn ghi âm nha. 你好,你叫什么名字? 我叫海伦,你呢? 我叫马文。海伦小姐,你是哪国人? 我是美国人。马先生, 你是北京人吗? 不是,我是上海人。你在哪儿工作? 我在苹果公司工作。这是我的名片。谢谢。对不起,我没有名片。我是留学生。没关系。你在这儿学习汉语? 对。 海伦小姐,很高兴认识你。我也很高兴认识你。Và nhớ là đừng quên mô phỏng các nhân vật để thực hiện hội thoại theo nội dung bài khóa nữa nhé. Bài khóa 2 thì trước khi nghe các bạn hãy đọc những câu hỏi sau. Câu 1: Hải Luân tờ nán phấn yếu sư nạ của dân. Câu 2: Hải Luân tờ nán phấn yếu sư liếu xế sân mà. Câu 3: Hải Luân tờ nán phấn yếu zài nả công zuò. Và câu 4: Hải Luân tờ nán phấn yếu jiào shěme. Bây giờ thì mời các bạn nghe bài khóa 2 và trả lời câu hỏi nhé. Hải Luân, 这是你男朋友吗? 是. 他也是美国人吗? 不是, 他是英国人. 他也在这儿学汉语吗? 不, 他在这儿工作. 他做什么工作? 他在大学教英语. 是吗? 我女朋友也是英语老师。 是吗? 他也是大学老师吗? 不是, 他是中学老师。 Các bạn hãy xem mình trả lời đúng hết chưa nào? Câu 1:
海伦的男朋友是英国人。高海海伦的男朋友不是留学生。高巴海伦的男朋友在大学工作。那个文海伦的男朋友教英语。Sau đó các bạn lại tiếp tục nghe ghi âm và luyện tập bài khóa 2 theo những gì mà chúng ta đã luyện tập từ trước đến nay nhé. Hải Luân, 这是你男朋友吗？是。他也是美国人吗？不是，他是英国人。他也在这儿学汉语吗？不，他在这儿工作。他做什么工作？他在大学教英语。是吗？我女朋友也是英语老师。是吗？她也是大学老师吗？不是，她是中学老师。Phần cuối cùng của bài học chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung chữ Hán. Trong bài 6 này chúng ta sẽ học 3 bộ là bộ vi, bộ mộc và bộ điền.Bộ vi thì sẽ xuất hiện trong những chữ cái như là của hoặc là yuán, thường là những chữ có phạm vi lãnh thổ rõ ràng. Bộ mộc mang ý nghĩa là gỗ rồi. Và ở đây chúng ta có các từ mang bộ mộc là từ của, là quả, và lín là rừng. Với bộ điền thì chúng ta cũng đã có hai từ mới trong bài học này, đó là chữ liếu và chữ nán. Chữ nán ở đây thì mang ý nghĩa là người nam giới, đó là người mà có sức lực để làm việc trên đồng ruộng.Cái phần ở bên dưới chữ Hán này là bộ lực này các bạn ạ. Và bài học 6 của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về các gói combo tự học thì hãy xem ở đường link bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau. Zài jiè!